Cách đây không lâu, một loài nấm trong Minecraft đã phát triển và bắt đầu ký sinh vào cơ thể của vật chủ. Vật chủ sẽ bị mất kiểm soát và điên cuồng lây nhiễm nấm ký sinh, rồi từ đó phát triển thành những cá thể cao cấp hơn với sức mạnh tăng gấp đôi. Và tất nhiên, khả năng lây lan cũng sẽ tăng theo. Thế là nguồn cơn của một đại dịch kinh khủng đã bắt đầu. Liệu rằng Lộc có thể sinh tồn và sống sót như thế nào? Lộc có thể đẩy lùi được đại dịch hay sẽ bị quân đoàn nấm ký sinh bao vây và sơ tái? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong hành trình Đại dịch nấm ký sinh. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Đại dịch nấm ký sinh và có biến rồi các bạn ơi. Các bạn hãy nhìn bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh ở dưới kìa. Bọn chúng đã xuất hiện ngoài tự nhiên, trong khi đây là những cái con mà nó cần phải tiến hóa các bạn ạ. Oh my gosh. Trời ơi, ở giai đoạn này, những con bình thường, bọn chúng cũng đã tăng thêm lượng máu rồi đó các bạn à. Đều tăng gấp đôi hết nha, tất cả các con luôn. Yêu ơi, căng rồi các bạn ơi. Dự là hôm nay chúng ta sẽ phải ăn hành tiếp đây. Trời ơi, trời, có con bắn tùm lum kìa. Eo, kinh thiệt chứ. Mình sẽ xuống dưới, chơi giáp limit với nó thử. Để xem coi sức mạnh của mình ngày hôm nay như thế nào các bạn. Ôi trời, bọn chúng không thèm quan tâm mình luôn mà. Mẹ nó. Ôi, ai, ai. Ui, có con nó quan tâm rồi, nó bắn một phát vô mặt mình. Hả? Ê, cái con Ferret này nó cũng xuất hiện rồi. 100 máu. Đánh thằng ơi, mình đánh không si nhê luôn rồi. Ê, ê. Ây da, ây da. Thôi xong rồi các bạn ơi. Căng thiệt rồi. Ui nó phát nổ, nó cảm tử kìa. Yêu. Kinh thiệt chứ. Ê mình cần ăn vô. Sao không ổn rồi. Cẩn thận cái con này nó có độc. Đó. À, nó lại gây độc lên người mình rồi. Độc của nó rất là khó chịu các bạn ạ. Thiệt tình luôn. Cay thế. Mình sẽ bắn hạ nó. Không biết là bao nhiêu mũi tên mới hạ được nó nữa. Nãy giờ cả chục mũi rồi. Mèn đấy coi. Ok. Cuối cùng cũng hạ được nó rồi các bạn. Thánh thần ơi. Dài như đĩa vậy. Ô mày chui. Hôm nay thật sự là mình khó để sinh tồn rồi các bạn ạ. Con nào con nấy cũng 100 máu trơn rồi. Ây vui. Chắc là bây giờ mình sẽ tạm thời ngủ bờ ngủ bụi ở đâu đó một xíu ha. Rồi sáng dậy mình thẳng về nhà các bạn. Úi. Ây. Đang ngủ mà cũng bị làm phiền nữa. Thiệt cái tình. Ây vui. Ủa à, không các bạn ơi. Hình như mình đang ngủ mình gặp ác mộng cái mình thức giấc. Úi. Ây da, con này. What the heck. Toàn được rồi. Hôm qua mình đúng mạnh luôn á. Mà chỉ sao khoảng thời gian với hai tập mình đã trở nên yếu nhất rồi các bạn ơi. Tức mặt. Hả? Cái gì? Nó có năng lực phản đòn các bạn. Mình bắn nó phản đòn lại. Suýt nữa thì chúng ta chấm dứt cuộc hành trình luôn rồi. Yêu. Con quái vật nhiễm nấm ký sinh gai góc kia rất là nguy hiểm các bạn ơi. Mèn đấy coi. Ôi nó ngẩm rồi. Ui. Toan rồi. Thiệt luôn cấy nhờ. Đang ngủ thì nửa đêm bị thức giấc à. Chắc tại do gặp bọn chúng quá nhiều nên đang ngủ gặp ác mộng các bạn ơi. Ok chắc bây giờ mình sẽ lén phén bơi về nhà đi. Chứ không thôi là ở ngoài này một hồi là chấm dứt cái cuộc hành trình ngay tại đây luôn đó các bạn. Vậy là sắp tới đường bộ cũng không an toàn. Mà đường không thì chưa chắc cũng an toàn đâu nha. Sao toàn là cái con này không vậy. Yêu. Rất nhiều luôn các bạn ơi. Để coi mình bắn bao nhiêu mũi sẽ hạ được một con ta. 3 mũi rồi, 4 mũi. Bắn lại đi. 1 2 2 2 mũi nè.
Ê, nó phản đòn. Ê, ui, tính ra cái cung mạnh cũng có cái nhiều bất lợi nha các bạn. Nó mà phản đòn lại thì mình sẽ bị thốn hơn á. Eo ơi, không đùa được, không đùa được. Cẩn thận lúc mà nó lại gần quá nha. Ok, bắn ngã bớt mới được. Không thôi là không vô nhà được đâu các bạn ơi. Kìa kìa, con ferret nữa kìa. Trời đất ơi, hên là nó không bay vô để nó ăn thịt em ngựa mình á. Căng rồi, mình phải nhanh chóng làm cái hàng rào trong ngày hôm nay thôi. Ui, ferret 100 máu á. Ui, con này 200 máu lận. Eo, xác định rồi. Cái cây saber mình làm bữa nay bắt đầu phế rồi các bạn ơi. Ui xui, hết oxy nữa. Thở xíu, thở xíu. Hành này dữ quá các bạn ơi. Ok, đã hạ được nó. Còn những con gai thì hơi khó nha. Mình đánh nó mình cũng bị phản đam nữa các bạn. Bắn nó thì mũi tên phản lại mình ngẫm luôn á. Mà không đánh thì không được. Khó rồi, khó rồi. Nhưng mà chắc cũng sẽ ổn thôi các bạn à. Dần dần làm quen á. Ê ê ê, cái con ferret cày thế nhờ. Nó cứ lén phén lại đây hoài à các bạn ơi. Ừ, mắc kẹt vô hàng rào nha cưng. Muốn lại gần nhà ta đâu có dễ. Có vẻ là cái bức tường mình làm bắt đầu phát huy công dụng. Ồ, ê, con đó nó biết phát nổ các bạn ơi. Oh my gosh. Trong lúc chờ đợi để sửa chữa cái căn cứ lại, Lộc sẽ giới thiệu một tựa game dạo này Lộc cũng hay chơi lắm. Và tựa game đó chính là Station Jam, một trò chơi test IQ vô cùng đặc biệt. Bạn sẽ hóa thân thành một người điều khiển xe mẫu cán. Việc của mình là sắp xếp các ô tô cùng màu với màu của hành khách đang xếp hàng ở trong bến. Vì đây là tựa game chung nhà phát hành với tựa game giải đố siêu hách não, đó chính là Dog Go Go, nên các bạn yên tâm về độ khó của game nha, không làm các bạn thất vọng đâu. Vẫn như thường lệ, màn 1 thì dễ ợt à, nhắm mắt cũng qua. Nhưng tới cái màn tiếp theo thì độ khó tăng cấp dần nha. Đến đây thì chúng ta phải có chiến thuật để chơi này. Tổng cộng sẽ có 4 chỗ đầu xe, chỉ sử dụng tối đa 3 chỗ và luôn để dành một chỗ để có đường mà di chuyển nha. Nhưng mà lỡ bí quá thì cũng có thể dùng trực thăng để cẩu đi nè. Thế là ok ngay á mà. À, mà chúng ta nên ưu tiên các xe ở mép ngoài cũng như là phía dưới. Điều này có thể tiết kiệm được nhiều không gian nhất có thể và tạo cơ hội cho các xe bên trong chạy ra ngoài. Kinh nghiệm từ rất là nhiều lần thất bại của Lộc bữa giờ á, thân lắm Lộc mới chỉ á nha. Qua màn thì chúng ta còn được tặng xe nha các bạn, quá chừng xe luôn nè. Sẵn tiện Lộc flex xương xương thành quả mấy hôm cày Station Jam của Lộc luôn nè. Thế nên là còn chần chờ gì nữa, tải ngay Station Jam về và thử xem coi các bạn chơi đến màn bao nhiêu nhá. Link tải Lộc có đặt dưới phần bình luận cũng như là mô tả của video nha. À mà nhớ đánh giá 5 sao để ủng hộ nhà phát hành cập nhật thêm nhiều tính năng hay ho cho chúng ta cùng nhau chơi nhá. Ok, và với tình hình này như đã nói nãy, bắt buộc mình phải nâng cấp cái mái nhà, ủa lộn, cái mái căn cứ các bạn ơi. Chứ không thôi là buổi tối xác định tất cả những cái con ferret nó sẽ bay lên và nó tấn công mình, lúc đó thì nguy hiểm. Và nguy hiểm nhất là mấy con phát nổ giống như hồi nãy ha. Để coi coi bây giờ mình có hai cái option. Thứ nhất, mình thấy có nhiều bạn khuyên mình là nên dùng hắc diện thạch, nhưng mà ốp cái đó thì nó hạn chế tầm nhìn nhiều lắm các bạn ạ. Nên mình đang tính sử dụng lựa chọn thứ hai, đó chính là mình sẽ dùng thủy tinh, nhưng mà cái loại cường lực các bạn, không biết là có ổn hay không. Trước mắt thì chắc mình cần phải đi lấy thật là nhiều những cái thủy tinh, ổ lộn, những cái cát các bạn. Ừ, tại vì có cát thì mình mới nung ra và làm được thủy tinh á. Chỗ này không có nhiều cát lắm đó mọi người. Né né mấy con này ra trước rồi đó. Cực kỳ nguy hiểm luôn. Có vẻ nó bơi nhanh nhưng mà không nhanh bằng tốc độ mình chèo thuyền các bạn ơi. Cũng đỡ ha. Tính ra có cái thuyền cũng đỡ. Rồi, mình sẽ đi tìm một cái bờ biển nào đó, nhiều nhiều cát một xíu. Anh thần ơi, đúng chặn đường mình rồi các bạn ơi, nó không cho mình đi tìm cát hay sao á. Mèn ơi, thôi đi, tha đi mà. Coi thử coi, mình nhớ là bây giờ là đúng rồi nè. Bọn chúng có hai cái thanh máu rồi các bạn. Bọn chúng đã trâu gấp đôi rồi nè. Ý là vũ khí của mình có khả năng giảm máu rồi đó, mà còn gì. Yêu ơi, bọn chúng la lên là mình cũng bị buồn nôn rồi, yếu đuối cái thứ kìa. My gosh, tại sao bọn chúng lại tiến hóa và mạnh mẽ lên nhanh như vậy, còn mình thì
Trời ơi, mấy ngày mới khá lên được có một xíu à. Công phần nằm ở đâu? Không lẽ giờ mình cũng phải quất vài cái nấm ký sinh vô người ta? Không được. Như vậy mình sẽ bị tha hóa đó các bạn à. Không được, không được, được. Mình phải là chính mình. Tìm cách chân chính để cho nên mạnh hơn thôi các bạn à. À đây rồi, chỗ này mình thấy có cát quá trời nè. Lấy ra thử à. Được nhiêu? Ồ, gần stack ra nha. Ồ, ngon, ngon. Cút xong này có vẻ có lý các bạn ơi. Ok, như đây là mình thấy cũng tương đối nhiều rồi đó. Chắc là mình đi về vừa rồi đó các bạn ơi. Tranh thủ phải làm sớm mới được, trước khi quá trễ. Bây giờ chỉ cần chậm một ngày thôi là có thể thay đổi rất nhiều nha. Nhất là sức mạnh của bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh này. Quay quay quay. Bậy rồi mấy nấy. Vô nhà là phải đóng cửa liền nha các bạn. Không thôi là toàn đó. Rồi, sau khi đã có rất là nhiều cát. Ê, ê con Ferris. Ê, cái con mình ghét nhất. Ồ, nó cứ bay vô đây các bạn. Cúng tiếp. Dính dách đi, quýnh cho nó dính dách luôn. Này thì Ferris. Này thì Ferris hả? Dính vô cái hàng rào của mình là khó mà, chạy lắm. Xác định ngươi rồi. Này thì Ferris nè. Kỳ, có con nó bầu sát vô kìa các bạn. Mèn ơi. Rồi, có cát nhiều rồi, mình sẽ cho vào hết lò nung hết các bạn. Để nó nung ra thủy tinh đi. Trong lúc chờ đợi cho nó nung ra thủy tinh á, thì mình cũng sẽ tranh thủ mình chế tạo dụng cụ để biến những cái kính này thành những cái kính cường lực á. Công thức làm ra món đồ đó mình có tìm hiểu thử là sẽ tốn 2 kim cương thôi các bạn à. Cũng không quá mắc đâu. Rồi thêm cái laser block này nữa. Ừ, laser block hả? Làm cũng rẻ đó. Công thức này nó bắt buộc mình phải có cái đá cuội bản sâu á các bạn. Ít nhất là cũng 4 cục ha. Ôi ôi. Gì đây? Ôi, sát thủ đâu dưới hang đó vậy? Có thể mấy thứ này mình mới làm được laser block nè. Và cuối cùng là bấm công thức của Universal Block Reinforcer ha. Cấp độ 1 thôi. Và ở cấp độ 1 này thì mình vẫn làm được chứ. Ôi, vẫn ok các bạn ơi. À, độ bền của nó là 300. Ê, không biết có enchant được không? Ê, enchant được các bạn ơi. Chậm không ba đi. Tại cho nó bền. Ngon nghẻ ngay. Rồi, và bây giờ mình sẽ vừa lấy thủy tinh trong này ra và vừa tranh thủ biến nó thành những cái kính cường lực ha. Hy vọng là kính cường lực này có thể chống chịu tốt tốt một xíu, cho mình đỡ khổ chứ không vậy đó. Ok, có được mớ rồi. Tranh thủ đi lắp lên liền các bạn ơi, trước khi màn đêm buông xuống. Tại lúc đó sẽ có nhiều hơn những cái con quái vật nguy hiểm á. Mới ban ngày thôi mà đã như vậy rồi. Tới nửa khuya không biết tới mức nào nữa. Trời đất ơi. Ok. Ồ mà chui. Cái này nó cứng dữ thằng luôn các bạn ơi. Mình lỡ đặt nhầm mình không đập được luôn á. Ui dồi ôi, cái này nó cứng cực kỳ luôn. Đây rồi, đây rồi. Mình đã chế tạo được đúng cái block mình cần rồi nè các bạn. Đúng là kiến cường lực. Wow. Không biết vụ nổ thì có phá hủy được không á. Nhưng mà cúp mình là không đào được rồi đó. Ê cô Lý các bạn ơi. Vậy là chúng ta đã an tâm hơn được một phần về cái khả năng chống chịu của cái loại kính mới này rồi ha. Ngon luôn á chứ. Có cần phải là đêm trăng máu luôn cho cẩn thận luôn không? Ôi tôi không muốn té kính đâu. Trời ơi, mới quảng cáo là được cái kính này cực cứng, cái gặp luôn đêm trăng máu các bạn ơi. Khổ nữa rồi đó. Có mùi sắp ăn hành tới nơi đó. Tầm này thì gán mà chịu đựng thôi chứ biết sao giờ các bạn. Coi coi, bọn chúng xuất hiện nheo nhúc bên ngoài rồi đó. Ê, ủa, ôi trời. Trời ơi, mình còn bắn nhầm cù mình nữa. Trời ơi, ông nhỏ zombie đó đâu xuất hiện trong này hay vậy? Ê. Trời, mới nói. Mới nói luôn. Gặp liền cái con Ferret các bạn ơi. Hình như con này là con phát nổ nè. Cái màu của nó sẫm hơn các bạn. Yêu. Được cái lợi gần ta. Thiệt tình. Đúng rồi. Vượt khoảng cách như vậy các bạn ơi. Tại sao mình lại khổ như thế này? Kìa kìa, nó nổ, chuẩn bị nổ kìa. Nó lại gần mình quá là nó nổ. Grand Reaper đó. Con này nó tiến hóa đặc tính giống Reaper các bạn ơi. Ok. Ở cuối cùng cũng hạ được nó rồi. Hên là mình phải xa nhanh các bạn. Mình chạy kịp. Chứ không thôi là cái nhà của mình đó
cái căn cứ của mình nó nổ tanh bành rồi. Thiệt tình luôn. Chưa ốp xong máy các bạn ơi. Mới xong được có một góc à. Để mình tranh thủ mình lấy thêm thủy tinh rồi chúng ta lập máy tiếp á. Xong phần máy là mình nghĩ mình sẽ đỡ bị tấn công bởi những cái con virus cảm tử đó. Đây, chế tạo lẹ, kính cường lực nè. Tốc độ. Nhanh cái tay lên nào. Vậy là công việc lắp thủy tinh cường lực ở trên máy của căn cứ mình đã hoàn thành các bạn ơi. Và để an toàn hơn nữa thì mình sẽ cắm thêm vài cây đuốc ở những cái góc ha. Đấy, à dư còn hơn thiếu các bạn. Sẵn tiện cho thêm ánh sáng của cái căn cứ mình luôn ha. Alright, tiếp theo thì đợi cho bọn chúng bị tiêu diệt bớt thôi, rồi mình mới chui vô nhà được các bạn. Tại bọn chúng đứng ngay cái cửa rồi. Ê, làm liều không ta? Ok. Tốc độ. Ok, vẫn ổn các bạn ơi. Đứng trong này, thò ra đánh bọn chúng. Dạ, nhưng mà đánh bọn chúng bị phản đam đau á các bạn à. Con này nó gai góc quá à. Khó chịu thiệt luôn á. Bẫy của mình hạ nó thì ok nè. Chắc là mới mốt mình phải mở rộng cái phạm vi của những cái hàng rào bẫy của mình lên á. Ủa sao cái đêm trăng máu này nó dài dữ trời. Dài đằng đẵng luôn á các bạn ơi. Chưa có dấu hiệu là ha. Qua á các bạn à. Hay thôi trong lúc chờ đợi thì ăn ít cà rốt đi. Kiếm chuyện làm để giết thời gian thôi. Đồng thời gặt thêm lúa ha. Để làm thêm bánh mì các bạn. Tại nãy giờ mình ăn cũng sắp hết bánh mì mất tiêu rồi. Ê, mà hình như trong nhà mình còn nhiều bánh mì lắm. Quên ta. Tại mình lướt mấy cái công trình á. Gặp kiện rơm là mình thấy mang về hết các bạn ơi. Mình đâu có chừa gì đâu. Đúng rồi. Ê? Ủa sao có một vài con nó lạc trôi vô đây hay vậy? Ê lạ nha. Trong căn cứ mình lại xuất hiện zombie nhờ. Hồi nãy cũng có một con zombie baby rồi các bạn à. Độc lạ thiệt. Cho thêm mấy nhóc cầu ăn nữa nè. Để mình kiểm tra lại cái rương coi có phải là mình dư rất là nhiều lúa không. Đây nè. Quá trời kiện lúa luôn các bạn ơi. Kiện rơm nè. Im. Vậy thì đợi hết ra lúa mì đi. Làm đâu đó cỡ 40 mấy ổ bánh mì mới ha. Ui, trong ba lô mình cũng còn bánh mì nữa nè. Trời ơi, quá trời luôn các bạn ơi. Chủ yếu là mình làm bánh mì redstone thôi. Ui, nhưng mà khoan. Hình như... ở đây. Hết hồn tụi nào mình hết redstone chứ. Eo, nhưng mà mình cũng còn không nhiều lắm các bạn ơi. Chắc nữa mình đi mai mình phải đào thêm thật là nhiều redstone á. Để dành mới được. Ui, cái gì nữa vậy? Gì mà sao zombie tùm lum vậy? Ở nhà mà cũng không yên với bọn chúng nữa. Và với tình hình bọn chúng đã mạnh hơn như vậy thì chắc chắn là mình cũng phải tìm cách để trở nên mạnh hơn. Và mình nghĩ cách nhanh nhất mà cũng chân chính nhất để mạnh hơn đó chính là làm súng các bạn. Mặc dù bây giờ mình làm những vũ khí này thì chắc nó cũng không thấm thía bọn quái đâu, nhưng mà thôi kệ. Có còn đỡ hơn không các bạn ơi. Trước tiên mình sẽ cần một ít cái bê tông màu xám nhạt trước các bạn à. Sau đó thì kết hợp thêm với một chút sắt nữa. Đâu đó cỡ 5 sắt ha. Ok. Vậy là mình có thể làm được cái workbench rồi. Và cái này nó sẽ giúp mình chế tạo ra được những khẩu súng căn bản nhất ha. Đặt nó xuống. Đó. Mới vô hiện bazooka luôn nè. Ui dồi. Minigun. Rifle. Grenade launcher. Súng bắn lựu đạn các bạn. Nhưng mà bây giờ mình đang cần một khẩu shotgun để bắn tầm gần á. Để thay cho cây cung của mình. Ủa? Không có shotgun hả ta? Ở đây, shotgun đây nè. 24 sát các bạn ơi. Wow. Không quá mắc nha. Đúng tiêu chí mình cần luôn á. Ngon bổ rẻ các bạn. Chần chờ gì nữa mà không làm liền. Và để tăng thêm độ nam tính của khẩu súng thì mình sẽ nhuộm nó màu hồng ha. Chắc chắn là nhuộm xong nó sẽ mạnh hơn rồi. Mình đoán vậy các bạn. Lắm. Ok. Ui. Khẩu shotgun màu hồng. Hồng lè hồng lét đã có rồi nè các bạn. Oh my gosh. Khá là hợp với skin của mình nữa. Bữa nay Lộc đã chất chơi hơn rồi các bạn ơi. Có hẳn shotgun luôn mà. Tiếp theo thì mình cần phải làm cho nó đạn nè. Cần copper, gunpowder cũng như là hạt vàng. Ôi mấy cái này để coi mình có đủ không đã. Sao giống như mình không đủ vậy ta. Ừ thì các bạn ơi, thuốc súng mình có rất là ít luôn á. Vậy là phải săn thêm thuốc súng rồi. Chắc hôm nay sẽ là một ngày để chúng ta cày nguyên liệu đây. Rồi, hiện tại mình làm được bao nhiêu đạn ta? Ui, 1 stack rưỡi hả? Thôi thêm 1 stack nữa đi được không?
Ngon. Nhiều đây chắc bắn cũng tẹt ra rồi đó các bạn. Rồi, gài đạn thành công, đi test liền. Có shotgun một phát, chắc là chúng sinh bình đẳng thôi. Ủa sao bọn quái? Ok ok. Trời ơi, bọn chúng tụ tập đằng kia các bạn ơi. Ui nhưng mà bắn súng nó có phản đam không trời? Ê, bắn shotgun đó vẫn phản đam lại nha. Eo ơi. Ui, bắn mà nó dội lên nghe beng beng luôn các bạn ơi. Mẹn đấy ơi. Kìa, mình bị phản đam dội ngược lại luôn mà. Oh my gosh. Đó các bạn thấy không, mình bị giật ngược lại nè. Oh no. Nhưng mà vẫn không suy nhê nó lắm các bạn ơi. Bá đạo vậy. Ở đây thì súng mình vẫn có thể enchant được ha. Để mình coi coi có gì enchant ok không. Mình enchant vô các bạn ơi. Rồi các bạn enchant thêm được một ít dòng như vậy nè các bạn. Lượng đạn bây giờ tới 20 viên shotgun lận. Nạp đạn cũng siêu nhanh luôn. Thôi thôi thôi, mình tính mở cửa nhưng mà thôi. Mở cửa nó vô đây là mình mệt mỏi đó các bạn ơi. Ây da. Chắc trước khi đi mình sẽ mang theo sẵn đồng nè, cũng như là một ít vàng á, và sắt bên người. Nhỡ cần thì mình có cái mà dùng liền luôn các bạn. Chủ yếu là chế tạo đồ á. Các bạn này hả, đem theo luôn đi, nhiều khi cần đó các bạn. Dỡ hết đạn rồi có cái mà chúng ta chế tạo đạn ha. Ok. Và hôm nay thì chắc là mình sẽ lên đường tiếp các bạn. Bởi vì mình muốn kiểu như là chúng ta sẽ đi khám phá và tìm kiếm những cái món đồ tiếp theo. Bởi vì cái cục DCU á, nó sẽ thường tìm kiếm được ở cái vùng băng các bạn. Những cái trạm nghiên cứu vùng băng thì sẽ dễ gặp cái món đồ đó. Và mình thì chưa gặp vùng băng á. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ may mắn và gặp được vùng băng á. Chỉ mong là vậy thôi các bạn ơi. Mà giờ sao đi ra ngoài ta, nó chặn cửa vậy rồi. Ồ, nó không biết. Ôi, con này nó bị ngốc các bạn ơi. Mở cửa cho nó vô nhà mà nó không vô. Được, được. Con đô khá. Hảo hán, hảo hán. Đi thôi các bạn. Nó tha cho mình rồi, mình cũng đi thôi. Mắc mớ gì ở gần nó chi cho nguy hiểm á. Vui. Hồi hồi giọt 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 các bạn ơi. Chắc mình sẽ đi về hướng hướng đất liền đi. Cái này đi. Hy vọng là sẽ có tiến triển ha. Và có điều á, bây giờ bọn chúng đã mạnh hơn rồi, cho nên ví dụ mình cưỡi ngựa thì có làm khó ngựa quá không ta? Có khi nào mình mất luôn em ngựa không các bạn? Nghi lắm. Thử ơi, thử sức mạnh của chúng sinh bình đẳng coi. Eo, hai viên mới hạ được một con nha. Mấy con trâu hơn thì tầm 4-5 viên các bạn. Ê, cầm súng mà đi săn quá giật nhiễm nấm ký sinh không nổi luôn á. Trời đất ơi. Đà ní, cái này chắc mình chế tạo cả 1000 viên đạn bắn mới đủ các bạn ơi. Kiểu này không ăn thua. Coi nè, cái con quái vật nhiễm nấm ký sinh đột biến gai nè. Bắn nó cả băng luôn á. Súng mà còn không xi nhê cái bọn này các bạn ơi. Bây giờ hết đạn, hết đạn. Là đây, con này nổ, con này nổ coi chừng. Con Ferret này nó nổ đó. Nhìn cái màu đó mình biết rồi. Là đây. Bắn một lần mất một máu của con Ferret. Trời ơi, gần hết đạn luôn rồi. Yêu. Lấy cung bắn đi. Thiệt trong đây cái súng nó còn cùi mía hơn cây cung mình nữa các bạn ơi. Ê, nó nổ. Nice. Đáng ghét thiệt luôn á. Bọn chúng bây giờ trâu quá các bạn ơi. Tại sao mình vẫn còn yếu đuối như thế này? Nguy hiểm thì chứ, trời mấy con zombie bây giờ nó cũng đột biến, nó có cái móc rồi. Ây da, chúng độc rồi. Yêu. Khó chịu vậy. À. Ok, bắn hạ được nó rồi. Mày đấy coi. Lụm đồ, lụm đồ. Con Ferret nó rơi ra cái này cũng rất là giá trị nha, cái cánh đó các bạn. Sau này dùng để mình nâng cấp đồ á. Cái lụm á. Ấy. Trời ơi, cái con gai hạn chế dùng cung nha. Phản đam gắt lắm các bạn ơi. Nó tính đam của cây cung của mình á. Ui da. Ok. Đạn mình còn không nhiều lắm. Gần một stack thôi à. Nên là mình phải sử dụng tiết kiệm các bạn à. Dùng lúc cần thiết thôi á. Lạm dụng quá là cạch 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 đó.
tức là hết đạn á các bạn ơi. Ủa? Hả? Trước mặt mình là một cái biệt thự trong rừng các bạn ơi. Oh my gosh. Ôi trời, có táo xanh nữa hả? What? Ăn luôn. Đúng lúc đang đói. Còn gì khác không? Có khẩu súng hạng nặng không? Bắn phát ngẫm con zombie chẳng hạn. Ôi còn cái này loại gì đây? Một cái kim tiêm gì đó các bạn ơi. Ôi trời, mình lỡ cạp luôn rồi. Viên thuốc Night Vision, hình như cho mình nhìn trong bóng tối các bạn ơi. Eo. Không có gì giá trị hết vậy. Chạy tiếp thôi. Ờ con này đi lẻ à? À đi lẻ. Ui ui, nó có anh em ở đây đứng đợi. Đi lẻ là tới số. Ui phù thủy. Ê phù thủy bữa nay tiến hóa rồi các bạn ơi. Trời, phụ ta bây giờ nhìn cơ bắp lắm. Yêu. Ui Ripper Ripper. Ừ hay lắm. Ây, dân làng cũng tiến hóa rồi. Ui da. Ê chạy chạy chạy. Chắc mình vô biệt thự trong rừng mình lẩn trốn đêm nay quá. À quên, mình có cái giường mà ta. Hay là mình đi ngủ đi nhờ. Ừ. Thức khuya chi rồi ha. Bị nó dí. Đi ngủ đi ngủ đi ngủ. Hy vọng là không có giật mình nửa đêm nữa. Ok. Ây. Ây da. Lại giật mình nửa đêm rồi. Lần này là bị bọn này quấy rầy các bạn. Trời ơi, ngủ mà cũng không yên nữa. 2 giờ khuya rồi chứ có sớm đâu. Ok. Mình thức rồi các bạn, nhưng mà không biết giờ mấy giờ nữa. Rồi. Là ngủ dữ chưa vậy? Sao nửa đêm còn nửa đêm vậy? Nó gà mình ngủ toàn bị thức giấc do giật mình đó các bạn à. Ôi trời trời. Hả? Bọn này cũng bị nhiễm nấm ký sinh rồi. Ôi trời ơi. Ủa hay là do vũ khí của mình ta? Không biết nữa nhưng mà toan rồi. Ui đây có dân làng. Cái dân làng núp trong đây là an toàn hơn á. Tôi nói thiệt. Bác trong này nha. Để tôi gán tiêu diệt bọn chúng rồi khi nào rảnh tôi qua tôi cứu bác. Còn không thì bác ở đây luôn. Ở đâu? Ừ đúng rồi. Ê vô đây là cơ hội để mình kiếm vật tổ rừng sinh các bạn. Chuẩn chuẩn. Hồi sớm mình đã mất một cái vật tổ rồi. Bây giờ vô đây kiếm thêm một cái khác. Kìa kìa kìa, con đó kìa. Bắt buộc là mình phải làm lều rồi đó các bạn ơi. Ủa cái tiếng con gì thế ghê vậy. Ok đi vô. Hướng này có vẻ là ý, quá trời bọn này luôn. Ôi chuẩn rồi, cái vũ khí của mình tạo ra bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh các bạn. Yêu. Ui da. Trời ơi. Ê. Mình báo đời báo đốm rồi. Trời đất ơi. Tính ra cái cây saber của mình cũng có một cái nhược điểm nha. Bọn nào mà chưa bị nhiễm nấm, mình mà đánh là bọn chúng sẽ bị nhiễm nấm luôn. Ui du. Rồi luôn, mất cái vật tổ luôn rồi. Ê vậy là một hồi gặp mấy cái con evoker rồi mình phải dùng súng đi các bạn. Ừ. Dùng vũ khí chúng sinh bình đẳng đi. Chứ dùng cây saber mình là không ổn rồi đó. Ủa ở đâu ta? À đây đây bọn chúng đây. Lại đây. Chúng sinh bình đẳng hết. Có vẻ khá là hiệu quả các bạn ơi. Mày đất ơi. Ok. Tìm thêm mấy tên evoker khác thôi. Gỡ gạt lại. Nạp đạn nè. Gặp hắn là cho vài viên kẹo đồng đi. Đây 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 đây, gặp liền luôn. À triệu hồi à. Triệu hồi hả? Xác định nha cưng. Còn không mình có thể kết liễu hắn thì cũng có thể nhận được đồ như bình thường á. Chứ đừng có rỉa, mình rỉa là bọn chúng sẽ bị nhiễm nấm ký sinh liền. Ok ok. Bình thường nó mạnh thôi. Biến thành quái vật nhiễm nấm ký sinh, bọn chúng còn mạnh ác nữa các bạn. Ê cái bọn này nó đột nhập vô trong biệt thự để tìm mình nè. Eo ơi, trời sao mình đánh nó mà mình mất máu dư nhiều hơn nó vậy. Ủa alo. Là đánh dữ chưa? Đánh nó. Ê
Ê, có con vét nó đeo ba lô kìa. Ảo thật. Trời ơi, nó đeo cái ba lô bự hơn cái người của nó nữa. Nhìn mắc cười lắm các bạn. Tiếu lầm thiệt. Ok, tầng này có vẻ là gần clear rồi hay sao á. Cho mình thử mình đi qua hướng kia coi. Cái kỹ coi chừng bỏ sót mấy cái rương giấu á các bạn ơi. Chỗ này hay giấu rương lắm. Nè. Ui da. Có thuật pháp sư gần đây. Ok, hiểu vấn đề luôn. Dám trưởng trưởng thôi hả? Người ở đâu? Người núp ở đâu? Nếu mình nghe không lầm, hắn núp trong căn phòng này các bạn. Ủa? Ê, đây, cái con vét cầm ba lô nè. Lậm luôn. Cái ba lô của nó các bạn. À, hình như bọn chúng ở dưới. Đúng không? Theo như mình nghe là phải. Ê! Ui không! Gặp thứ dữ ở dưới này rồi. Hai con vậy? Ê! Ui đừng có là đừng cùng nha. Ui bọn chúng dây mình các bạn. Mình nó ơi, đi chỗ khác đi. Ây, không ổn, mình mất máu nhiều quá. Sao nó nhanh vậy? Chu Mia. Ăn cái bánh mì vô. Giáp lắm mít với người luôn. Vào đây. Chơi mà dí. Trời đất ơi. Tí nữa thì đi bán mắm bán muối rồi các bạn. Ê, nhưng mà mình vẫn còn nghe tiếng những cái tên pháp sư các bạn à. Kìa, bọn chúng trưởng trưởng mình kìa, ở đâu nhờ? Hay là trên này? Dám lắm, nhiều khi ở trên tầng thứ 3 các bạn ơi. Kìa. À, đây, bọn chúng đây. Thấy rồi, thấy rồi. Chúng sinh bình đẳng. Sophie. Lậm. Có thêm một vật tổ nữa. Mình phải tiếp tục trở lại công việc đi tìm dùng băng giá của mình đây. Ở đây hoài là ha, có biến thiệt đó các bạn ơi. Tìm được 3 cái vật tổ, quá là im luôn. Ê, sao cái vùng này yên bình lắm không ơi? À, không yên bình. Mới khen yên bình luôn á. Ôi dồi ôi, hết yên bình rồi. Ê ôi, sớm giờ mình đi cũng xa lắm rồi đó các bạn à. Mà chưa gặp dùng băng luôn á. Ui dồi, có vẻ dùng băng trong đây rất là hiếm các bạn ơi. Và mình nghe nói, những cái con quái vật nhiễm nấm ký sinh này nó lại cực kỳ sợ cái thời tiết lạnh nữa. Bây giờ mình tới đó nhiều khi mình lại an toàn đó các bạn ơi. Ê, hình như xa là một ngôi làng. What the hell? Không sao. Mình trình độ không có thì mình nhờ cái bộ giáp các bạn. Trời ơi. Ôi, con Fares. Có định áp sát làng hay sao vậy? Ta không cho ngươi làm điều đó đâu. Mình phải hạ nó trước khi nó vô làng các bạn ơi. Nó mà vô làng con này là nó lay dữ luôn, tại vì nó bay được. Nó sẽ xuyên qua được cái lớp rào của cái ngôi làng. Ây da, mình dính độc của nó rồi. Ok. Lụm nó. Dân làng nhiễm nấm ký sinh hả? Từ khử luôn. Yêu. Gần làng còn đông dữ luôn á các bạn ơi. Quá chừng quá giật nhiễm nấm ký sinh rồi. Trời đất à. Ủa như vậy sao mình dám vô làng đây? Trong khi bọn chúng đông như vậy. Toàn rồi đó, trời cũng sắp tối nữa. Dự là ngôi làng này sẽ bị đại dịch nấm này nó càng quét cho mà xem. Trong đó có công của mình đó các bạn ơi. Sorry làng nha, nhưng mà tôi muốn coi thử trong làng có gì giúp đỡ tôi không. Nè, tôi chưa gì đã thấy giúp được kiện gom rồi nè. Cứu đói cho tôi được rồi nè. Cảm ơn làng nhiều nha, và cũng xin lỗi nhiều luôn. Ok, ở đây nữa. Trời, có bạch mã ở đây nữa nè. Wow. Ừ, có zombie kìa. Thôi giúp làng pha này ha. Ok. Còn gì khác không? Thì không các bạn ơi. Ui, nếu vậy thì tranh thủ lúc mà đại dịch chưa càng quét qua đây, mình rời khỏi làng đi các bạn. Không nên báo làng như vậy. Xin được ít kiện rơm là quý rồi. Ủa, xa xa là cái nhà của ai vậy?
Trên này hình như là bị bỏ hoang nữa. Ủa? Ui, phía ngọn đồi kia còn có cái cây gì chà bá lửa kìa. Tôi đi ngủ đi ngủ. Tự nhiên có cái giường đã ghê. Làm được giấc luôn các bạn. Đấy à, trong này thì chỉ có pháo bông nữa. Ok, đốt pháo bông ăn mừng. Oh my god. Rồi ăn mừng xong rồi. Bây giờ mình leo đồi mình lên trển coi thử cái cây đó có gì các bạn. Hên á là bộ giáp mình có khả năng leo đồi rất là tốt luôn á. Cho nên là cái việc leo lên trên này và khám phá khá là dễ đối với mình. Oh. Wow. Cây này rất đẹp các bạn và nó có khoáng sản nha. Rất là nhiều đồng luôn. Yes sir. Thang ngọc lục bảo vàng. Ui. Thêm một cái rương trước cây nữa. Oh. Đây là cây đại thụ gì đây? Ủa? Hình như đây là nhà của dân làng các bạn. Ui có đầu xương đen nữa nè. Ủa dân làng đâu? Ơi đừng nói con dân bay nãy ăn thịt dân làng rồi nha. Trời ơi đây mà làm căn cứ trú ẩn thì hết bài luôn. Có quá chừng thứ mà giúp đỡ mình trong giai đoạn đầu luôn nè. Đủ loại khoáng sản. Rương thì đầy đủ luôn. Wow. Còn có cầu thang đi lên trên nữa nè. Rồi đây đúng kiểu là cái cây đi tránh đại dịch nấm ký sinh luôn á các bạn. Tuyệt vời lắm luôn. Chỉ tiếc là trong đây bây giờ hơi vắng vẻ, không có ai sống trong này hết. Thì cái này mà gần nhà mình chắc mình lên đây mình sống luôn. Coi nè, 1, 2, 3. 3 cái giường. Trời đất ơi. Ở đây thêm 2 cái nữa. Ừ, chắc lúc trước ở đây có nhiều dân làng sống đó các bạn à. Nhưng mà sau đại dịch thì chắc dân làng bị nhiễm nấm ký sinh và đi bụi hết rồi. Tiếc ha. Công nhận đại dịch này nó tàn khốc thiệt. Mình phải nhanh chóng tìm cách mạnh hơn và đẩy lùi cái đại dịch này càng sớm càng tốt. Trả lại yên bình cho cái thế giới Minecraft của mình thôi các bạn. Đôi lúc ngồi trên tán cây này nhìn khung cảnh xung quanh các bạn. Một phút bình yên thôi. Cũng rất là quý rồi ha. Mấy khi mà được chiêu như vậy đâu trời ơi. Bữa giờ một là trốn chui trốn nhủi, hai là ăn hành sắp mặt các bạn ạ. Ít khi mà chúng ta có khoảng thời gian riêng như vậy ha. Ở dưới là ngôi làng hồi nãy mà chúng ta ghé qua kìa. Thôi yên bình một chút như vậy cũng lấy lại tinh thần rồi. Chắc phải tiếp tục lên đường các bạn ạ. Mình không tranh thủ á thì sẽ không còn nhiều cơ hội đâu. Bọn chúng thì đang ngày càng mạnh hơn. Mình không thể nào mà dậm chân tại chỗ được. Khoan khoan các bạn ơi. Bên đây là một cái nhà bỏ hoang của ai khác hay sao nữa nè. Sao nhìn quen quen ta. Hả? Ui không quen lắm. Trên này. Ui không có ai hết. Yêu. Rương cũng không còn gì luôn. Ui, thôi thôi thôi. Có mùi một hồi bị ướp sọt lắm. Đó 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 biết cây mà. Giọt lẹ. Ô, lại là cái chuyến tàu lửa này. Chuyến tàu lửa đã từng cứu mạng mình. Ồ, vô tiếp các bạn ơi. Hình như trong này sẽ có một vài cái rương chứa đồ ngon cho mình á. Mình sẽ lục kỹ một xíu. Đây nè, đây nè. Công nhận có kinh nghiệm cái khác bọt liền á. Rồi, giờ thì tiến thẳng lại cái toa của người lái tàu và coi thử coi. Đó, vẫn là cái con zombie của vùng sa mạc nè. Hình như mặc định luôn hay sao á, là con đó sẽ xuất hiện trong này các bạn ơi. Đạp spawner của nó. Ui. Thôi thôi thôi, có vẻ hết rồi đó. Tiếp tục lên đường thôi. Mặc dù mình đã tới cái vùng lạnh hơn rồi, nhưng mà xung quanh đây vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu của cái vùng băng nào hết các bạn ơi. Ây vô. Chắc mình phải đi xa hơn nữa quá. Ấy. Cái tòa tháp kia là tòa tháp gì á? Nhìn nó như kiểu một cái họ tháp canh như đó các bạn. Thì bọn chúng lại tới nữa rồi. À, ê bọn chúng đi vô cửa được. Ấy. Ấy, ấy da, ào ào. Ui da. Thôi 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 không đánh nữa. Mình đánh nó mà nó không xi nhê mình mới xi nhê các bạn ơi. Trên này thì có cái chuông ha. Đậm đi. Hết rồi. Mặc dù vẫn chưa tìm ra được vùng băng nhưng mà các bạn yên tâm, mình sẽ vẫn kiên trì đi tìm tiếp á. Để xem hôm nay mình có tìm được bất kỳ một cái biome băng giá nào hay không á. Mặc dù cũng gán lắm nhưng mà có vẻ là bữa nay chúng ta không tìm được
cái vùng băng rồi các bạn à. Ui nhưng mà công nhận thiệt, tới cái vùng này nó chỉ mới hơi lạnh lạnh thôi thì đã bớt sự xuất hiện của bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh rồi. Các bạn có thấy vậy không? Cái vùng tay ga này là vùng hơi lạnh lạnh rồi nè. Wow, trời, một hồi tới vùng băng chắc không còn quái vật nhiễm nấm ký sinh luôn á. Bây giờ chỉ còn zombie thôi. Vậy là cái thông tin bọn nấm ký sinh này sợ những cái vùng lạnh là thiệt các bạn ơi. Ngon nha. Không lẽ mai mốt mình bê hết nguyên căn cứ mình qua vùng lạnh ở ta. Uầy, thiệt nè. Vắng tạnh luôn, không thấy bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh nào luôn. Thích nhờ. Oh my gosh. Ok, nói chung thì hôm nay ở nhà mình đã thành công trong việc đó chính là nâng cấp cái phần mái lên thành những cái kính cường lực và tương đối an toàn các bạn. Còn phần mình cũng đã có một cái vũ khí chúng sinh bình đẳng rồi. Mặc dù nó không mạnh lắm nhưng mà thôi kệ, méo mó có đỡ không á. Và sau này mình có những cái đồ xịn hơn, hy vọng là chúng ta có thể nâng cấp vũ khí chúng sinh bình đẳng nó cao cấp và mạnh mẽ hơn nữa để có thể chống lại bọn quái vật nhiễm nấm ký sinh đang ngày càng tiến hóa lên ha. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Taproot hay là Unit Toilet thì có thể ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình đại dịch nấm ký sinh này. Bye bye.